bắn nó còn tôi chả biết là phải 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 nói là phế cỡ nào, mang tiếng rifle nhưng mà sát thương lại chả khác gì với cái MG. Mà băng đạn của nó băng đạn chuẩn là gì nhờ, 30 viên 5.56 Stalag nhé. Thế đéo là thì mẹ bắn yếu vãi cả thùng. Bắn vậy. Đã thế thì mẹ có gì nhờ, còn muội thúc xuống cái thúc muội gì thúc muội đúng không nhỉ, khói vãi cả đái á. Khói thì vãi trưởng luôn. Thỏ. Thỏ. Thỏ mình bán hàng đấy rồi không đáng gì, Đây thì lại báo GP. AK99 cho tôi thành cho phố lượng và thêm đến mũ đi. chân áp mới. Không có đâu, hơi hơi khó, 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 khó. khó. Sẽ khó có chuyện đấy. Đây AK99 gọi là gì ạ? À? AK999. Người anh em của PKP6P41 Petinet. Con này có kiểu hay là khá dị á. Băng đạn lại gì à? Dây đạn lại ném sẽ bị phải cơ. Alo, ném ngược nhá, ném ngược sẽ bị trái cơ. Rất đỉnh. Nó có cái lẫy gì nhỉ, để đút đúng không nhỉ, đút từ bên phải qua bên trái xong rồi lên đạn Đấy. đấy, tôi nhớ không nhầm có một số khẩu như thế mà, kể cả P, gì nhỉ, PKP cái trước cũng thế à, không PKP ngoài đời cũng thế, Calico PKM không 1960 biết này. Calico 1960 này. Việt Nam mẹ. mình thì vẫn Calico, Việt Nam vẫn chưa Calico thì có. mẹ mãi mãi cho đến giờ vẫn chỉ là gì nhỉ, Oli Tân Binh, Đấy. tất nhiên là không tính ở hồi gì nhỉ, Casino Royale bên V game nhá. Emotion Gun, con này thì lại bán ấy này. Tai năm Tabu sáu. Đủ má, tôi cày một cái thể đấm nhá. trong Thế. này xong rồi, trong những quả cầu may mắn dình ở GP Việt Nam mình thấy cũng hơi chán, có thể là ngày mai update ra dình đám school logo nhưng mà cảm giác nó vẫn hơi thiếu. Cô si bé hai này. Cô si bé hai này. Bên này cũng thế. Lewis Gun. VFK 2000. SG540. Style Scout Elite này. 870B Witcher. Elite là phiên bản là gì nhờ, cải tiến của Scout. Beretta 193R. TRG21. P28 Camo. Micro Gladi Silencer. KX15. R93T2. Q95 Camo. P90 Camo. Beretta AL70. Nhưng bên này là AL70, bên này là 35 viên nhé. 35 bản gốc luôn. Vẫn luôn bên bên đấy 35 viên á, phải rồi. Gốc 35 viên luôn. Còn Risky, còn bản Red Dragon, tôi không biết là con này cộng 5 hay là giữ nguyên. AKKMO. Con này rất là ảo nhé. Thuê cũng có AKKMO. Bảo shop thì là có thuê. Cho quả con bắn ZP thì con này là rác, còn đây cũng bị viễn luôn. Ảo ma thật đấy. Mấy cái 90 nhưng mà hơi buồn cười, cái bên này lại chỉ có 5 viên. 5 viên là gì nhỉ? Băng đạn giống kiểu PSG1 rồi. Không, chưa biết được. Không biết là con bên này thì red này có bao nhiêu viên cơ. Không biết được. Yveta ADV. Đây, combo huyền thoại Thompson Winchester cho một quả may mắn. M16 Scope Camo. Nhưng mà chắc khả năng là Việt Nam không bao giờ gặp cập nhật. Không bao giờ. M16 bước Scope Camo. Aconda Black. Bên này là Aconda ADV. Mỗi Việt Nam À, bây giờ trong các server mà còn đang chạy thì mỗi Việt Nam là chơi chơi trội là giữ nguyên bao đạn cũ. 6/30 đúng không? Style G Camo với cả DZ Eagle Camo. Hết. Chính là nhiều chính ra hồi xưa nhiều người thích bản black hơn là bản trắng, rồi bản về gì nhỉ, trong thượng gì nhỉ, description nó có khi là tăng 10% đam so với cả gì ai ta Nakuda bản gốc bản tây. Mà bây giờ thì các cái phiên bản Akodan đa phần nó toàn thế. Nhưng mà không chắc là gì nhỉ, nó có thật sự là gì nhỉ, tăng 10% đam so với bản gốc không, cái này cần phải có clip so sánh. Đấy. Đấy, sau cây BNA thì chắc là đủ. Nhưng mà để tôi xem là cái Massive này thì có lẽ là lần sau sẽ thử nghiệm như thế nào.
cho là ngày hôm nay thì mà tỷ số một kiểu chính nghĩa vũ khí của mẽo mà không, thực ra gì nhỉ, M16 version nào nó cũng giống nhau cả, nhìn nhau cả thôi. Máy chủ nào cũng giống nhau cả thật. Phải nói chung bắn là... gì nhờ nở tâm thì đẹp, ôi dồi ôi, ở trường vũ khí cơ bản đời cổ nó thế thôi. Thôi nói chung là chúng ta cũng chỉ nói nhau ra vậy thôi, bởi vì bây giờ thì cũng nói chung là chúng ta cũng chỉ còn tầm độ hơn 3 thì gần 3 tiếng nữa là PKB sẽ chính thức. Nói chung là tôi, nhưng mà tôi xin khuyên các ông này, tôi khuyên các ông ấy là với kinh nghiệm của những cái bản big update như thế này thì nguy cơ là có thể là 9-10 giờ, thậm chí 11-12 giờ có thể mới update được, cho nên mới cập nhật, mới vào được, cho nên là tôi khuyên các ông ấy ngủ nướng mẹ đi, đứng dậy sớm làm gì, không đến lúc dậy sớm xong tự nhiên thấy game không vào được lại chửi thì thật là hơi đau khổ đấy. Bởi vì là nó cũng có một số can thiệp là khác liên quan đến server các thứ, cho nên là tôi nghĩ là sớm nhất cũng phải 7-8 giờ mới vào được nhá. Cho nên là công nên nhìn, nên là đừng có skip đêm làm gì, ngủ đi, ngủ cho đủ ngủ giấc vào, giữ sức khỏe là tốt nhất nhá. Thôi buổi livestream của chúng tôi xin kết thúc ở đây, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream vào tối mai nhé. Còn bây giờ thì một mùa xuân con nơi xứ người, nhớ bụi cơm chiều một thôi năm xưa, gia đình hạnh phúc yêu thương, mùa xuân con có mẹ hiền bên mái tranh nghèo, nhớ lắm mẹ phương xa, nhớ về quê mẹ, mẹ giờ nơi mộ biết gọi ai đây, con đây thiếu mẹ ngày xuân, 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà. Đón xuân về cùng các con yêu, mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30, bây giờ mẹ đã xa con, lòng con luôn thương nhớ mẹ, Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên, ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều ba. Phương xa nhớ về quê mẹ,
gọi ai đây? Con đây thiếu mẹ ngày run, 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà. Đón xuân về cùng các con yêu, mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30. Bây giờ mẹ đã xa con, lòng con luôn thương nhớ mẹ. Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên. Ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều 30. Ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều 30.